Nghĩ bị táo bón, người đàn ông hốt hoảng khi kéo ra con sáng dây dài gần 10 mét. Trường hợp hy hữu trên xảy ra với người đàn ông có tên Krishada Ratracham, 44 tuổi, đến từ Udon Thani, phía đông bắc Thái Lan. Ông cho biết sau khi đưa con trai đi học đã lập tức cảm thấy muốn đi vệ sinh. Ban đầu, ông Krishada nghĩ mình bị táo bón vì rất khổ sở để tống mọi thứ ra ngoài. Mãi sau, ông cảm thấy có một vật gì đó như đang bị mắc kẹt ngay hậu môn. Vì vậy, ông đã đứng dậy để kiểm tra. Hóa ra có một thứ gì đó đang nhô ra. Ban đầu, ông Krishada nghĩ đó là một sợi dây gì đó còn sót lại sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vào tuần trước. Tuy nhiên, ông sớm nhận ra sợi dây đó chính là một sinh vật dính và co giãn. Đó là một con sáng dây sống có chiều dài đến 32 feet, tương đương gần 10 mét. Sau khi kéo ra hết, người đàn ông bối rối đặt con sáng xuống bồn cầu và thấy nó di chuyển không ngừng. Bối rối không biết phải làm gì, Krishada Ratracham chỉ chụp ảnh và quay video con sáng này lại trước khi tiến hành xả nước cho nó trôi xuống bồn cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.